Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hiện tại mình đang có mặt ở bên trong khu du lịch Lá Phong nè mọi người. Thì để vào được bên trong khu du lịch Lá Phong thì mọi người sẽ thiệt hại khoảng 60k một người nha mọi người. Cái vé này thì không bao gồm nước uống. Đây thì đây có một cái bản sơ đồ nội quy được đóng trong một cái khung gỗ rất là dễ thương nè mọi người, nhớ đọc nó nha. Thì mọi người thấy phía dưới không, cái đó là cái thung lũng á mọi người, còn này nằm giống như là đang nằm ở trên cái sườn vậy đó, nhìn nó cao, nhìn cảnh nó đẹp lắm. Đây nè mọi người, cái cây này, cái lá này là lá phong nè, mới biết luôn á, cái lá nó đỏ quá. Đó, cái này chơi bonsai đẹp, phúc hồng. Mọi người cùng mình đi vào phía trong để xem ở bên trong khu du lịch Lá Phong có gì nha. Chúng đây thử ơi. Giờ mời mọi người theo bạn Thiệt đi vô đây nha. Thuê trang phục đó mọi người. Đây có bạn giá cho thuê trang phục cửa hàng. Rồi trong đây quá trời nhiều hoa luôn mọi người ơi. Wow, đẹp chứ ta. Cái cảnh thú cầu hả? Trời, nguyên chi sim nữa kìa. Cái sim tím cũng đẹp quá trời. Không. Thì cái khu nhà trung tâm ở đây có cái thiết kế rất là mắt nha mọi người. Mình không biết diễn tả sao nữa, nhưng mà mình thấy cũng giống giống cái Lá Phong, hơi nhọn nhọn á, nhưng mà lại giống cái nhà hát hình cánh bướm ở Úc á. Wow, có rất nhiều hoa sim tím ở đây nha mọi người. Cây nào cây đấy to to không nè. Nó trổ bông á, màu rất là đẹp luôn. Ở cây thông cái thuộc bài. Mình nhấn không sai. Ủa, có cái cổng kìa. Cà phê. Cảnh đây đẹp thiệt chứ. Đây cũng có cây thông cô đơn, em lên đi, làm biết họ. Mua vé gì đây, 60.000 đó. Vậy hả? Vậy lên đi.
Mọi người ơi, xem clip thì nhớ ủng hộ mình bằng cách là bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ video này nha mọi người. Hãy giúp mình có thêm nhiều lượt đăng ký và nhiều lượt like để mình có thể tạo ra những cái video như thế này nữa nha mọi người. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo nha.